nghệ sĩ giàu nhất anh trai Say Hi gọi tên Negaf, sở hữu bộ sưu tập đồng hồ 40 tỷ khiến Trấn Thành cũng phải xin vía. Negaf hiện là một trong những cái tên nhận được sự quan tâm của khán giả trẻ bởi tài năng âm nhạc, sự duyên dáng hài hước khi tham gia các chương trình giải trí và độ giàu có không phải dạng vừa, đến cả Trấn Thành cũng phải xin vía. Cụ thể, trong chương trình Anh Trai Say Hi, Trấn Thành đã suýt xoa trước bộ sưu tập đồng hồ tiền tỷ của rapper 2001 ngay trên sóng truyền hình. Một tay chơi hàng hiệu xa xỉ thứ thiệt như Trấn Thành cũng phải chú ý và xin vía thì hẳn bộ sưu tập đồng hồ của Negaf phải rất khủng. Được biết, những mẫu đồng hồ Negaf đang sở hữu như Rolex Daydate khoảng 1 tỷ đồng, Patek Philippe khoảng 5 tỷ đồng, Richard Mille khoảng 7 tỷ đồng, Patek Philippe Nautilus khoảng 1,3 tỷ đồng, Cartier Santos 1,2 tỷ đồng, Patek Philippe 5724R khoảng 7 tỷ đồng, Audemars Piguet Royer Oak khoảng 4 tỷ đồng. Tổng cộng bộ sưu tập đồng hồ tiền tỷ của Negaf phải lên đến con số 40 tỷ đồng. Cũng trong chương trình, Negaf nhiều lần thể hiện độ giàu có của mình bằng cách tặng nhẫn vàng trị giá vài chục triệu cho người hâm mộ ủng hộ mình tại trường quay hay tặng quà sinh nhật trị giá 80 triệu đồng cho anh cả Ajax. Negaf còn chăm chỉ dát hàng hiệu lên người mỗi khi tham dự các sự kiện. Ngôi sao sinh năm 2001 dùng phụ kiện túi xách dán vali của Louis Vuitton trị giá 300 triệu đồng, áo khoác dán dài gần 200 triệu đồng, đồng hồ vài tỷ đồng. Chính vì thói quen phủ đầy hàng hiệu lên người nên Negaf được mệnh danh là anh trai giàu nhất, anh trai Say Hi. Negaf là một trong những thành viên thuộc tổ đội Gơ Năng cùng Hiếu thứ hai, Hurricane. Cả ba thành viên hiện được khán giả vô cùng yêu thích khi tham gia chương trình Anh Trai Say Hi. Trước đó, Negaf từng có một số lần kết hợp với Văn Mai Hương và các nghệ sĩ khác nhưng phải đến khi tham gia chương trình Hành Trình Rực Rỡ thì tên tuổi rapper trẻ mới phủ sóng và được khán giả biết đến.